Hello, Hello teacher. Yes, okay. Good evening. Sai tên à, không sao con. Sai tên không sao cả. Rồi. Okay. Now. Okay. Do you hear me? Do you hear me? Yes. Okay. Rồi. So, now, what is your full name? Tên đầy cùng. À, yes. Con nói đi. Nguyễn Hải Anh. Okay, yeah, nice to meet you, Hải Anh. Okay, my name is Trinh, and you can call me Trinh. Okay, yes, okay. So how are you today? I'm fine, thanks, and you? Okay, today I'm very good. Okay, today I'm very good, thank you. So, today, do you go to school? Yes. Yes, okay. Okay, how many subjects did you study today? Câu hỏi nghĩa gì để cô con chưa à, câu hỏi này. À rồi, thế hôm nay chúng ta học được bao nhiêu môn? Riêng hôm nay thôi nhỉ? Hôm nay chúng ta học được bao nhiêu môn hôm nay, rồi? Con học được môn toán ạ. À, mấy ok. Cả. Ok, với gì nữa? Con cứ nói đi. Hôm nay mấy cả nữa là cô bầu hội đồng tự quản giải trang trí lớp nữa. À ok, thế là chủ yếu hôm nay chúng ta học bán và tối nay là chúng ta học tiếng Anh của cô đúng không? Yes. Ok rồi, nào hôm nay là buổi đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một chút. Thế nào cô sẽ hỏi một tiếng Anh ạ. Ok, how old are you? Very nice, thank you. Are you very nice? Yes, I see that. How old are you? Con bao nhiêu tuổi? I'm 9 years old. Okay. Yes, okay. Now, bài đầu tiên của chúng ta. Okay. Rồi. Hải Anh ơi. Yes. Chúng ta mỗi một buổi học thì chúng ta sẽ có những cái vật dụng như sau. Nào. Okay, do you have a pen? Yes. Yes, good job. Okay, can you show me your pen? Yes. Where? Okay. Yeah. Oh, great job. And a book. Okay. A book. Okay, yes, it's very beautiful book. Now, okay, now, so, hôm nay là thứ mấy trong trường Anh chúng ta sẽ hỏi như nào? Con đã biết câu hỏi là, mọi người hỏi mình là, hôm nay là thứ mấy trong trường Anh mình đã học chưa nhỉ? No. No, okay, thế là hôm nay chúng ta đã có một câu hỏi mới nha. Okay, bây giờ nha. Hải Anh sẽ viết xuống cho cô này. Câu hỏi what is the date today? Có nghĩa là hôm nay là thứ mấy? Chúng ta sẽ được học về câu này và mỗi một buổi học thì cô đều hỏi câu này. What is the date today? Hôm nay là thứ mấy? Okay, yes, finished. Now, so, now, repeat after me. What is the date today? What is the date today? Oh, great job. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? What is the date today? It is Friday.
It is Friday, ok. Chính xác là chúng ta sẽ nói được It is Friday. Nếu chúng ta là dịch ra tiếng Việt là hôm nay là thứ sáu. Thế nhưng mà nhớ cho cô nhé, là chúng ta sẽ phải có từ on ở trước. It is on Friday. Cộng với thứ, trước thứ thì chúng ta có từ on. Được chưa? Ok. It is on Friday. Yes, okay. Now, okay. So, ví dụ, hôm nay là thứ bảy. I asked you one question. What is the day today? So, your answer is... Thứ bảy, chúng ta nói sao? How do we say? Saturday. Okay. Thế mình nói cả câu nào. Nói cả câu nha. It is on Saturday. Chuẩn luôn. It is on Saturday. Okay, great job. Nhớ cho cô là trước thứ phải có từ gì nhỉ? Mình có từ gì? On. On, chính xác. Okay, nào. Chúng ta tiếp tục nha. Ok. Rồi chúng ta hôm nay học bài đầu tiên đúng không nhỉ? Rồi, sao? Hải Anh, where do you live? I live Con sống ở tỉnh nào? Bắc Giang. Ok, rồi. Ok. Thế là cô đã nghe thấy tiếng là Bắc Giang rồi đúng không nhỉ? Bởi vì là bạn Hải Anh trả lời khá tốt nên chúng ta sẽ sang một bài có nhiều từ hơn để con học được nhiều hơn nha. Nào, ok. Bắc Giang thì chúng ta nói là Bắc Giang là tỉnh đúng không? Ừ. Thế tỉnh trong tiếng Anh là gì? Hả anh biết đâu? Do you know? À, thôi, thành phố trước đi. À, thế thành phố trước đi. Thành phố. Thành phố là city. À, city. Oh, great job. Ngoài ra mình còn có cái gì nữa nhỉ? Cái gì? Vùng quê. Con đã học từ vùng quê trong tiếng Anh chưa? No. No, không sao cả. Thế chúng ta có từ thành phố này. Thì bây giờ nói là một thành phố lớn đi. Lớn, lớn trong tiếng Anh là gì? Lớn trong tiếng Anh là big. Big, à bây giờ thành phố lớn, con sẽ nói như nào? City. Lớn. Big. À ok, chúng ta sẽ nói là big city. Big city. Big. Đúng rồi, trong tiếng Việt chúng ta nói là thành phố lớn. Thế trong tiếng Anh thực ra nó sẽ là lớn thành phố. Đúng không nhỉ? Lớn thành phố. Yes, ok. Chúng ta sẽ phải đặt big trước, sau đến city, big city. Ok, rồi, nào. Ok, this is our first lesson. So we are going to learn about colors. Yes. Do you know what is this? Yeah. What is this? Đây. Cô sẽ show lại. Con có nhìn thấy màn hình của cô là một cái lá cờ không? No. À rồi để cô show lại. Chắc là nó hơi tắc nghẽn tí. Cô show lại này. Đây. Ok. Con thấy chưa? Yes. Yes, okay. Now. Okay, lá cờ này. Okay. And how many colors are there? There are two colors. Two colors. What are they? They are red and yellow. Ah, okay.
Red and yellow. Good job. And now, do you know star? Hình ngôi sao. Con đã học hình ngôi sao chưa? Star, hình ngôi sao. No. No. À, ok. Star của cô có nghĩa là hình này. Đây, star này. Ngôi sao. Yes, ngôi sao của chúng ta. Rồi. Ngoài ra nào. Ok. And bầu trời trong tiếng Anh là what is its color? It is blue. It is blue. Do you like blue? Yes, I do. Yes, I do. Okay, what about red? Do you like red? Yes, I do. Okay. No. And this, what is its color? It's a màu trắng. À ừ, được. Màu đen trước cũng được mà màu trắng trước cũng được. Con black. Nào? À black. Thế còn màu trắng thì sao? Màu trắng là white. White. Okay. Good job. Okay. Now next. Wow. Okay. Now. Okay. Section A. Read and color. Read, it means red and color. Red là color. Là gì ta? Là đọc. À ok. And color. Là màu. À đúng rồi, là màu sắc. Thế nếu mà chúng ta chuyển sang động từ màu sắc, ở đây có nghĩa là tô màu. Color nha. Ok. Hải Anh ghi cho cô một từ mới. Thằng này có nghĩa là tô màu nữa. Ngoài có nghĩa là màu sắc thì nó còn có nghĩa là tô màu. Đọc và tô màu. Color, tô màu. Yeah. Động từ tô màu. Tô màu. Ok. Nào. Ok, nào. Ok, nào. Which color can you see? Which color can you see? I see red, black, white, blue, and yellow. Ah, great job. So how many colors are there in this picture? There are 5 colors. Good job. Yeah, you have the answer colors. Okay. Okay, now. It's black. And blue, okay. Now, what about white? Can you spell it for me? White, how do we spell? W. H. I. I. T. T. E. E, okay, correct. Yeah, it is white. Okay, màu trắng của chúng ta, đúng không? Ok, rồi. Yes. Yes, correct luôn. Red, yellow. Ok, now. So, and do you know when we combine two colors? When we combine, when we mix up, khi mà chúng ta trộn hai màu, mix up, trộn hai màu, con có biết nó có ra màu gì không? Ở dụ nhá, blue plus red is. Nào, chúng ta có dấu này. Bây giờ chúng ta học một dấu trong toán. Trong môn toán thì đây là dấu gì con? Dấu cộng. Dấu cộng. Trong tiếng Anh mình có dấu cộng. Mình đọc là plus. Phép cộng. Phép cộng. Dấu cộng, phép cộng. Đấy. Từ thứ hai chúng ta học hôm nay. Plus, phép cộng. Phẩy, dấu cộng. Dạ, ok. First, phép cộng, dấu cộng. Finish. Okay, now repeat after me. First. First. Okay, first.
Plus. Okay, now look at number one. Now, look at number one. Can you tell me? Do you see it? Number one. Yes. Okay, now blue plus red is. Màu xanh với màu đỏ thì ra màu gì có biết không? No. Thế giờ cô nói màu tiếng Việt. À, Hải Anh giúp cô dịch sang tiếng Anh được không? Can you do it? Okay, yeah. Now, so màu xanh ra trời cộng với màu đỏ thì nó ra màu gì ta? Cô cũng không hiểu. Okay, màu M này là màu gì con? Purple. Màu gì nhỉ? Màu tím ạ. Màu tím, ok. Nào, thế, ok, do you know màu xám in English? Yes. Yes, it is? Gray. A gray. How do you spell it? How do you spell it? G. Hmm? I. Mm, okay. Why? Ah, okay. Now, can you repeat? Can you repeat? G. G. Gì nữa nhỉ? R. Okay. A. A. Why? Why? À, thằng này nó cũng đọc là gray. Thế tuy nhiên thì gray của cô nó lại thay chữ A, nó lại viết thành chữ E của chúng ta. Đây, chính là gray của chúng ta. Được chưa nhỉ? Okay. Yes, great. Okay, now. Number three. Can you help me to read? Yes. Mm. Con đọc nào. Blue. Mm. First. Mm. Yellow. Mm. Is. In. Màu xanh lá cây. Và màu cam. Màu cam hả? Ok, let's see. Yeah. How do we say màu cam in English? Orange. Orange, ok, good pronunciation. Now, chúng ta xem màu gì? Oh, green. Oh, I'm sorry. Green, it mean? Green, oh. Yeah, green là màu gì? Màu gì đây? Màu xanh là cây. Màu xanh là cây, yeah. Thì bây giờ tiếp tục này, câu số 4 nhé. Nó sẽ ra màu màu cam của con vừa nói. Now, can you read for me number 4? Yellow first red is orange. Okay, great job. Now, the final. Oh, yeah, okay. Now, the final. Red first white is pink. Yeah. And do you like pink? Yes, I do. Okay. Now, so we will continue. Okay, now, can you read for me? Can you read the requirement for me? Can you read? Con đọc cho cô đề bài. Now. Từ đấy con không biết đọc ạ. Okay. Rồi, cô sẽ đọc nha. Choose 5 colors from the ballot, write the colors in their notebooks, adding 3 or 4 things that are that color. Yeah, so do you understand? 5 colors. Now, chúng ta không chưa hiểu từ choose này của cô. Thế con có hiểu từ 5 colors? 5 colors, yes. Hmm? 5 màu. 5 màu, ok, palette của chúng ta là bảng màu. Vừa nãy chúng ta cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy mấy màu đấy á, màu xanh, màu vàng, màu trắng đấy, thì chính là bảng màu. Thì cái từ palette, ok, now repeat after me, palette. Palette. À, có nghĩa là bảng màu. Trong bảng màu chúng ta thường có bao nhiêu màu? How do you know? Do you know? Ok, rất là nhiều màu. Chúng ta thật ra thì ngày trước cô biết thì nó có đến 12 màu, nhưng mà bây giờ thì có tận 17 đến 24 màu.
Tức là nó không, số màu nó không cố định, đúng không nhỉ? Okay, yes. Okay, now write the colors in the notebook. Tức là chúng ta sẽ phải viết. Now, can you see this is one example? Đây là một ví dụ. This is one example. Chúng ta có màu và chúng ta phải viết chữ trên nó, đúng không? Yes. And it is, what is this color? Red. Red. Okay. Và bây giờ chúng ta nhìn nào. Okay. Rồi. Nào. Rồi. Tất cả những cái này có màu màu đỏ hết không? No, okay. Now, let's see. Lá cờ, flag là lá cờ. Việt Nam. Okay. Rồi, now, can you see? What is this color? Cái này nó có màu đỏ, dưa hấu có màu đỏ này. Màu gì nữa con? Vừa nãy chúng Hấu ta. con biết đọc tiếng Anh là watermelon. Watermelon, good job. Okay. What about cà chua? Do Tomato. À, great job. Nào, con cái lá cờ này thì sao? Vẫn là Việt Nam. Là Việt Nam. Ok, rồi. Đúng là khi con nói Việt Nam có nhiều người hài hiểu. Thế bây giờ cô sẽ viết cho con từ lá cờ này. Lá cờ của chúng ta là từ flag. Lá cờ nha. Ok, rồi. Ok, Hải Anh, con có thể viết xuống flag, hai chấm lá cờ. Ok, now, repeat after me. Flag. Flag. Flat. Ok, now, so, ok, at home, do you have any flag? At home. Yes. Ah, yes. Okay, how many flags do you have? Ôi, How nhà con nhiều màu đỏ lắm, con không kể hết được đâu. many? Ô thế hả? Thế nhà con có lá cờ đó Yes. không? How many? How You see one many? À, rồi cái gì nhỉ? Cái gì màu đỏ? Lá cờ thế cái lá cờ đấy là nhà con treo à hay như thế nào? nó cắm bố con buộc mấy cái cắm ở trên tầng ba. À rồi, ok, I got it. Rồi cô hiểu rồi. Nào. Ôi từ từ. Cái nào, cái thằng water lemon nào. Chúng ta có màu đỏ, màu xanh lá cây vừa nãy chúng ta nói là gì nhỉ? Màu Màu trắng. xanh lá cây. Cái này cây là green. À, green, ok, rồi. Đó. Now, next. Ok. And this is blue. Ok. Wow, blue. Now, so, what Is this? I, ok. What is this? Fruit? Yes, nhưng mà con không biết tiếng Anh quả này. Quả Quả này này là là quả gì nhỉ? quả việt quất. Quả việt quất. Cô còn không cả biết quả việt quất cơ. Con đã ăn chưa? Don't know, nhưng mà con có ăn kem của quả việt quất rồi. À, thế nó có vị gì? Nó có vị ngọt ngọt ngọt. Ngọt ngọt. How do we say ngọt trong tiếng Anh? Sweet. Sweet. À, ok. Now, what about this one? Don't Ở thế đây có phải biển không? Đây có phải biển của chúng ta không? Yeah. Biển trong tiếng Anh thì nó sẽ là gì? Sea. Ok. Cô sẽ viết xuống nhé. Sea là biển. Biển. Được chưa nhỉ? Ok. Biển. You say sea. Đi. À, ok. Bình thường nào,
chúng ta có những cái biển nào, con biết những cái biển nào ở Việt Nam? Do you know? Hải Phòng. À rồi. Ở Hải Phòng có biển đúng không? Thế nào? Thế ở Quảng Ninh có biển nào con biết không? Quảng Ninh, I Con biết Vịnh Hạ Long don't know. Hạ Long. Yes, con biết không? nhưng con chưa bao giờ hết. À chưa đến đúng không? Ok, vậy chúng ta có một cái biển đấy, người ta gọi là Hạ Long Bay. Bay là vịnh. Rồi ok. Yes. Thế ngoài ra nào, đây có phải nước không? Nước chúng ta sẽ nói như nào? Yes. Thế chúng ta Nước. sẽ nói như nào? Nước con có học rồi nhưng con lại quên mất nước là gì. À, cô sẽ gợi ý nhé. Bắt đầu với W. Cụ thể. W. A. Wow. Con quên mất rồi cô. À, thế cô giờ cô nói thử xem Hải Anh có nhớ không nhé. Water. 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 Yes, it is water, nước. Yeah, ok, con nhớ lại chưa? Water, nước. Ok. Ok, nào, trở lại với cái thằng này. Đây là quả việt quất và chúng ta có từ blueberry. Ok. Yes, Berry. việt quất. Việt quất. Việt quất cô chưa từng ăn quả này, cô chỉ mới uống trà sữa vị việt quất. Blueberry. Ok. Blueberry. Coi cơ, Ơi. lúc con đang viết thì tự nhiên lại nhớ ra một quả một đỏ nữa đấy cô. À, quả màu đỏ tên là gì con? Quả đấy là quả gì? Cherry. À, cherry. Cherry là quả anh gì? Cherry là quả cherry ạ. À, nếu chúng ta nói là quả cherry thì người nước ngoài người ta cũng hiểu là quả cherry, nhưng mà người Việt Nam sẽ nói là quả anh đào. Nếu chúng ta dịch ra, quả anh đào. Yeah, cherry. Ok. Những quả này rất là mắc nhưng rất là ngon. Cherry. Hải Anh tối nay mơ về quả cherry. Ok. Nào, ok. Nào, can you read for me? Cherry. Cherry, Blueberry. blueberry, Ok, Việt quất nha. Blueberry. blueberry, À, thế thì, what is this color? Nó màu gì đây? it's him blue. À, thế là nhiệm vụ chúng ta đã nhớ được cái màu blue rồi. Chỉ có nhớ đuôi làm thằng berry. Đó, kết hợp vào đó thì nó sẽ thành blueberry, việt quất. Ok, được chưa? Yes, rồi. Thế thì từ nãy giờ Hải Anh học khá nhiều từ cô rồi. Có bao nhiêu từ mới vừa nãy, à, từ nãy giờ mình học nhỉ? Seven. Đã 7 từ mới rồi đấy, rất là nhiều luôn. Nào, đây nhá, chúng ta sẽ hỏi một vài câu. Thế chúng ta đã nhớ về tất cả các màu. À, từ từ con ghi hết tất cả các màu chưa? À, ghi hết tất cả các từ này chưa? Yes. Yes, ok. Now, so can you help me to read the requirement of B section? Read the requirement. Con đọc đề bài cho cô với. You and Answer. the question. Good job. Now, so look at this question. I will ask you
Okay, I will ask you and then you will answer me. Yes? Okay, now, so what color are your eyes? It's black. It's black, okay. What color is your t-shirt? And do you understand t-shirt? Yes, t-shirt. It's white. À, dạ, mình cũng mang mặc áo màu trắng lắm. Cô mặc áo là gì đây? Màu gì đây? What is this color? It's white. Oh, đây là màu trắng hả? Đây là màu gì nhỉ? No. No. It's gray. Ah, it's gray. Okay. Yes. Now, the next bedroom is mint. It's white. It is white. Oh, cái giường của con, cái phòng của con màu trắng hả? Sơn nhà màu trắng hả? Yes. Đây là phòng bố mẹ con nó vàng. À, không sao. Là chúng ta có thể sử dụng màu trắng phòng ngủ. Bedroom có nghĩa là phòng ngủ. Rồi. Ok, cái này thì trả lời dễ này. What color is your hair? It's black. Ok, đó. Now, the next one. Câu này mới là quan trọng luôn. Now, do you know favorite meaning? Yes. It means? Favorite là thích. Ok, yeah. If I ask you this question, what is your favorite color? And your answer is? Red, blue, pink. Ôi trời ơi, tận 3 màu á. Ok. Gì nữa? Con cứ kể đi. Orange. White. À white, 4 màu. 4 màu yêu thích luôn. Five. À five. Ôi trời, tận 5 màu yêu thích. Ok. Ok. Now, so what is your what is color you like most? Thích nhất. Oh, it's blue. Ah, it's blue. Okay. Ah, blue. Chúng ta sẽ nhớ đến cái quả blueberry, quả bí quất của cô. Được chưa? Yes. Okay. Yes. Now, thôi thế... cô nhắc đến màu xanh nước biển là con lại nhớ đến Doraemon. Doraemon. Okay. Yes. Good job. Doraemon. Bạn ấy rất béo nhưng bạn ấy rất là ngụy nghịch. Và đúng không? Bạn ấy cũng yes, mèo mái Doraemon. Okay, do you like Doraemon comic? Con có thích truyện của Doraemon không? Truyện tranh Doraemon. Con không thích truyện nhưng mà con thích xem. À giống cô cũng thích xem. Cô cũng thích xem nhưng mà cô xem lâu lắm rồi. Bởi vì bây giờ hồi bé thì hồi cô bằng con ấy thì cô cũng có biết đến, nhưng mà bây giờ thì cô xem toàn phim người lớn khác. Trước kia là cô có xem Doraemon rồi. Thế bây giờ thì Hải Anh đang xem phim gì? Doraemon. Phim À ok, rồi thì cô hỏi dạ, câu hỏi khác. Chứ thì Doraemon có mấy màu? Cái người bự như thế có mấy màu? Ngoài blue. Two, ok. What are they? Black and white. À, có cả black nhỉ? Ô, black ở chỗ nào nhỉ? Cô không thấy black ở đâu nhỉ? Người dâu ấy ạ. Người dâu ạ. Ok, rồi, chấp nhận, cô còn không để ý quá đến cái dâu. Rồi, thế là... Ôi, mấy cả Doraemon có cả màu đỏ với lại màu vàng ấy. Thế hả? Trước giờ cô chỉ biết Doraemon màu xanh, màu trắng. Ok, thế là bây giờ có nhiều màu vậy hả? Yes. Ok, hẳn nào anh thích hết các màu như thế. Ok, I got it. Nào, thế bây giờ nhá. Nhiệm vụ duy nhất về nhà của Hải Anh đấy là luyện phát âm của những từ mới cô đã cho nha. Yes. Ok. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Hôm sau chúng ta sẽ học bài này tiếp nha. Ok. Ok.
Ok. Nào, thế chúc cô ngủ ngon và hẹn gặp lại cô lần sau thì mình nói như nào? Chúc ngủ ngon. Good night, teacher. Goodbye, see you later. À, great job. Goodbye. Sorry. Good night. See you next time. Hoặc là goodbye. See you later. Yeah. Okay. Rồi. Now. Okay. So, thank you. Goodbye. See you later. Bye Bye bye. bye.